Hello, xin chào tất cả các chị em mình đến với phiên live của em Trân tới ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay cũng là cái ngày cuối tuần, là ngày chủ nhật. Thì em nghĩ chắc có rất nhiều chị em mình nói chung là dành ít thời gian cho gia đình và cũng như là cái buổi cuối tuần chị em mình cũng có thường hay bạn bè rồi cà phê rồi sum họp gia đình đúng không? Chúc tới tất cả các chị em cũng như các quý khách hàng gần xa có một cái ngày nghỉ của cuối tuần thật là nhiều vui vẻ và ấm áp bên gia đình nha, và bạn bè. Rồi thì nếu như chị em nào mà mình hiện tại đang rảnh á, thì mình đang có lướt trang á, thì mình nhớ là có thể là ghé trang của em Trân để mình cùng giao lưu với tất cả các chị em mình, nói chung là trước lạ sau quen. Thì em Trân thì lên đây sẽ cái buổi phiên live của mình, quan trọng là em Trân chia sẻ những cái giai đoạn trong quá trình khi mà mình sử dụng sản phẩm cũng như những cái tâm sự của những chị em mình gặp phải những cái tình trạng và bệnh lý da đó. Chị em nào mà có những cái bệnh lý da như mà mình đang mong muốn khát khao được thay đổi những cái nhan sắc cũng như những cái làn da của mình đã từng sử dụng qua những nhiều dòng sản phẩm nhưng mà mình cảm thấy vẫn chưa hài lòng hoặc là mình cảm thấy chưa có cải thiện đối với tình trạng da của mình, thì chị em mình hãy nhanh tay nhấp vào trong màn hình của em Trân tới ngày hôm nay, hãy thả cho em Trân một cái nút tim nha cả nhà. Rồi cảm ơn tất cả các chị em mình nha. Rồi còn nếu như chị em nào mà đã có sở hữu những cái dòng sản phẩm của bên em Trân thì mình chưa biết cách sử dụng hoặc là mình còn đang phân vân, thì mong rằng tất cả các chị em mình hãy nán lại phiên live của em Trân. Rồi cảm ơn tất cả các chị em mình nha. Rồi thì nếu như chị em nào mà mình đang gặp phải những cái tình trạng như trên, một là mụn nè, thâm, nám, tàn nhang, da không đều màu, da có lỗ chân lông to nè, da dầu nhờn nhiều, thì chị em mình đang sử dụng những cái sản phẩm mà mình đang sử dụng đó, nếu như mình cảm thấy muốn tìm kiếm mà lựa chọn thêm một cái sản phẩm khác có thể thay thế và có thể giúp cho làn da mình cải thiện hơn, thì chị em mình hãy nán lại trong phiên live của em Trân. Rồi thì rất mong được tất cả các chị em cũng như các quý khách hàng gần xa luôn tin yêu và ủng hộ đối với em Trân cũng như những dòng sản phẩm mà em Trân đang kinh doanh. Rồi thì chị em mình có chị em nào đang trong quá trình khi sử dụng sản phẩm tái tạo mà mình cảm thấy phân vân chưa biết giai đoạn sử dụng trên nền da của mình như thế nào không ạ? Nếu như chị em nào có thì nhớ để lại comment phía dưới thì em Trân sẽ chia sẻ và cái cách để chị em mình sẽ có thể là da dầu xài gì trắng bạn. Dạ thì Hiển Tâm Khang Khang Trịnh ơi, nếu như mà da của chị thuộc tiếp da dầu thì nói chung cũng rất là chúc mừng chị đã được sở hữu ngay một cái làn da thuộc tiếp da dầu. Thường thì cái người có cái tiếp da dầu á, vì cái bản chất của dầu tiết ra nó sẽ giúp da mình sẽ có một cái độ ẩm nè, và giúp da của mình nó sẽ làm chậm quá trình lão hóa của da đó, ít có tình trạng nếp nhăn nè. Ngoài ra cái dầu nhờn đó nó còn giúp bảo vệ làn da của mình ít có tình trạng bị khô da nè, rồi ít có tình trạng da bị nám, bị tàn nhang. Thật sự luôn, đối với những chị em nào có làn da dầu rất là chúc mừng. Nhưng đổi ngược lại thì da của mình cảm nhận sao khi lúc mà tiết dầu nhờn ra quá nhiều, mất kiểm soát, thì khả năng có thể là những trường hợp nếu như chị em mình làm cái bước mà skin care mà mình không có đầy đủ các bước như làm sạch nè đó, thì dẫn đến tình trạng dễ gì bít tất lỗ chân lông hoặc là tình trạng sao dày sừng nổi mụn. Và cái trường hợp tiếp theo là đối với những chị em mà dầu nhờn quá nhiều thì mình cảm nhận làn da của mình sao nó không được sáng đúng không? Thật ra là chị em mình đừng có quá bận tâm về vấn đề này nha. Thật ra đối với dầu nhờn thì mình giải quyết cái vấn đề cũng rất là dễ thôi. Nếu như chị em mình tập trung vào, đầu tiên là chị em mình sẽ làm sạch cho em Trân nè, để da nó sẽ thông thoáng hơn. Thứ hai nữa là mình nhớ là tẩy tế bào chết định kỳ cho em. Và thứ ba nữa hãy lựa chọn cái dòng sản phẩm nào, thứ nhất là có tính chất cân bằng độ ẩm cho da, mình sẽ bù ẩm lại, chứ mình đừng nghĩ là da mình có dầu nhiều rồi bắt đầu mình không cấp ẩm đâu nha. Khi mà mình cấp ẩm đủ cho da thì tự động dầu nhờn nó sẽ cân bằng lại và nó sẽ không tiết dầu nhờn ra nữa, thì lúc này làn da của mình nó sẽ gì thấy sáng mào hơn. Và nếu như đối với những chị em mà có làn da dầu nhờn mà mình cảm thấy làn da mình chưa sáng thì chị em mình vẫn có thể tham khảo ngay bộ sản phẩm của bên em. Nhưng mà hiện tại thì em Trân chưa có ghim giỏ hàng nên chị em mình cũng thông cảm nha. Thì em Trân sẽ nói sơ lược, nếu như chị em nào thật sự quan tâm thì hãy vào trong cái giỏ hàng của bên em để mình tham khảo. Rồi, thì đối với da dầu nhờn, nếu như kèm với dày sừng thì mình vẫn có thể dùng phương pháp tái tạo nhẹ. Thì thường tái tạo thì nó sẽ diễn ra được từ 28 đến 35 ngày, sau khi tái tạo đó nó sẽ kiểm soát được dầu nhờn nè, se khít lỗ chân lông và giúp da của mình nó có thể là sáng màu hơn một xíu. Rồi, còn trường hợp thứ hai, nếu như da dầu nhờn cảm thấy mà cái tế bào sừng của mình nó không quá dày, vẫn thẩm thấu kem tốt, thì chị em mình vẫn có thể sở hữu bộ kem dưỡng của bên em. Bộ kem dưỡng của bên em thì gồm có thứ nhất là serum, thứ hai là kem 3X là giúp sáng da, thứ ba là kem đêm sẽ hỗ trợ, thứ nhất là
về vấn đề dầu nhờn nè, và giúp trẻ hóa cho làn da, sáng da ha. Rồi chống nắng thì không thể thiếu trong quá trình chăm sóc da. Đó là bốn sản phẩm trong cái bước skincare của mình dành cho chị có làn da nhờn nha chị ơi. Và bên em có cái bột thảo dược á, gấp, nói chung là cái bột thảo dược đó sử dụng rất là thích nha chị. Nếu như được một tuần mình rửa cho em từ 1 đến 2 lần, nó giống như một cái sản phẩm vừa làm sạch vừa hỗ trợ lấy đi tế bào chết nè. Đó thì chị có thể dùng cái bột cam thảo đó. Cái bột rửa mặt nó có tính chất đó là thành phần cam thảo á, nó sẽ giúp mát da nè, thông thoáng lỗ chân lông nè, kiểm soát dầu nhờn, chị có thể dùng bộ đó nha. Rồi còn nếu như mà chị chưa biết bộ nào nữa thì chị cứ vào trong giỏ hàng em, chị sẽ kéo dần xuống và chị sẽ biết được cái những cái tên mà em vừa đọc đó. Còn nếu như mà cảm thấy mà chị chưa biết nữa thì chị cứ để lại tin nhắn TikTok cho bên em thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Rồi còn chị em nào mà mình đang có những cái tình trạng về da mà mình chưa khắc phục được thì chị em mình hãy comment lên đây để em sẽ hỗ trợ cho mình ha. Để có một làn da đẹp thì chắc chắn làn da đó phải khỏe đúng không? Thì bây giờ để làm sao khỏe thì trước tiên mình phải nhìn nhận được cái tình trạng tiếp da của mình thuộc tiếp da khô hay da nhờn. Và da mình là trong những làn da có hiện tại có yếu hay không, làn da khỏe hay là làn da yếu, và da của mình có những cái bệnh lý gì. Thì khi lúc này thì mình có thể hỗ trợ những cái phương pháp như có thể là thường thì nếu như những cái bệnh lý thông thường thì mình có thể tái tạo nhẹ nè, giúp sáng da, săn chắc da đó, mịn da và giúp hỗ trợ dễ dàng thẩm thấu được sản phẩm tốt hơn. Còn đối với những cái trường hợp nào mà ví dụ như là có bệnh lý vì mụn nè thì mình sẽ cần có một cái phương pháp cũng như một cái liệu trình sử dụng chuyên sâu hơn. Thì mong rằng tất cả các chị em nào mình đang có những cái tình trạng da mà mình cảm thấy chưa khắc phục được, dùng kem hoài thì nó không thể nào mà có thể cải thiện được những cái bệnh lý đó, đặc biệt là đối với làn da mụn đúng không. Đối với mụn mà nếu như chị em nào mà dùng về cái kem cứ bôi hoài lên á, đầu tiên khi mình bôi lên thì cảm giác da của mình nó sẽ có thể là nó lặn xuống nè, hoặc có cảm thấy là nó giảm viêm nè và nó ức chế xuống bên dưới, thì khả năng nó sẽ tái phát rất là cao. Vì cái tính chất của kem nó sẽ có những cái tính chất giảm viêm như corticoid rất là cao, thì lúc này chị em mình dùng thời gian sau nó vẫn có trường hợp nổi mụn trở lại. Chị ơi cho em hỏi da bị nhiễm corticoid sử dụng tái tạo được không? Thì thật ra thì mình sẽ nói về cái vấn đề corticoid. Thật ra bản chất corticoid nó là nằm trong tuyến thượng thận của cơ thể mình. Chị em mình không phải nghe nói corticoid là lại sợ. Thật ra nếu như mình không dùng kem có chứa corticoid nhưng mà mình dùng thuốc uống nè, hàng ngày vẫn có nha. Đừng nghĩ là chị em mình thôi đừng dùng cái kem đó có thành phần corticoid thì bào mòn da đúng không? Vì lý do tại sao? Vì chị em mình dùng lạm dụng quá lâu dài, hoặc là mình không hiểu được cái kem đó có thành phần corticoid ở mức độ nào. Đó, và nhiều khi mình cũng không biết là hiện tại mình đang sử dụng một cái viên uống thuốc uống hàng ngày để điều trị bệnh á, vô tình nó sẽ có một cái hàm lượng ở trong đó, chứ không riêng về kem bôi đâu mấy chị. Corticoid khi mình dùng đúng, đó giống như là thuốc uống, nó sẽ giảm viêm rất là tốt. Nhưng khi mình dùng quá liều lượng thì nó vẫn có trường hợp xảy ra. Làm ví dụ như kem bôi, nó dẫn đến tình trạng da của mình bị bào mòn, bị mỏng. Lúc đầu mình sử dụng lên da rất là bóng, rất là căng. Cảm giác da rất là cảm thấy nó sẽ làm có thể là mờ được cái sắc tố rất là tốt. Nhưng đến thời điểm nó làm da của chị em mình mỏng đi. Đó, chứ không phải là khi mình dùng vào nó dính vào trong da, nó giống như cái gì đâu, mọi người đừng có quá lo lắng ha. Nó làm da mình mỏng yếu thôi. Thì lúc này cái giải pháp là mình sẽ tập trung vào phục hồi để bắt đầu cai nghiện cái sản phẩm kem đó. Như thế này, thường thì mọi người cứ giống như mình sử dụng liên tục đúng không? Giống như là mình phải quen cái kem dần đó rồi. Bây giờ mình bỏ cái, bắt đầu tự nhiên cảm thấy da mình nó đỏ lên, nó nổi những cái hạt đỏ li ti, hạt cảm giác da mình nó khó chịu, thì chị em mình cứ lại phải sử dụng kem đó hoài. Khi đến thời điểm mình cảm thấy da của mình nó không đẹp rồi thì mình bỏ, thì lại nó có những cái như vậy. Thì bây giờ cách là đơn giản, bạn hỏi là có dùng được tái tạo bên mình hay không, thật ra là mình nói là có dùng được, nhưng khi các bạn sử dụng thì các bạn nên được sự theo dõi đối với những tình trạng da đó. Vì khi mà lúc các bạn thoa vào, khi sử dụng tái tạo nó sẽ có những cái biểu hiện có thể là cảm giác da của bạn sẽ nó căng hơn, sưng hơn, vì cái sức nó giống như là một cái quả bóng á, mà khi bạn bôi vào nó sưng thì nó sẽ sưng nhiều hơn với những cái làn da thông thường, và có thể là cảm giác bạn sẽ hơi khó chịu hơn một xíu đối với những làn da bình thường không có bị corticoid đó. Nhưng mà vẫn sử dụng, nếu như bạn có thể trải qua cái giai đoạn đó thì mình chắc chắn da của bạn nó sẽ có cảm giác, nó sẽ cải thiện hơn rất là nhiều ha. Thì thật ra bên mình cũng đã hỗ trợ cho rất nhiều bạn có những cái trường hợp da mỏng và bị tình trạng đó, và bạn ấy đã trải qua cái giai đoạn đó rồi. Đến thời điểm này da của các bạn ấy rất là khỏe, và cảm giác là các bạn ấy bôi kem gì cũng cũng không có còn cái cảm giác nhạy cảm đó nữa đó.
vì cái sản phẩm bên mình, nói chung là mình không thần thánh hóa đối với sản phẩm này. Khi mọi người cứ nghĩ là khi sử dụng tái tạo đã bong da rồi thì da em lại mỏng, mà tại sao lại còn nghe cái cảm giác là sao ta, lại da khỏe, em nghe thấy nó không đúng đúng không? Thật ra đối với phương pháp tái tạo nó là thay thế lớp da mới đối với loại bỏ lớp da cũ, đó là một cái quy trình tái tạo tăng sinh biểu bì, giống như cơ thể của mình nó cũng có cái sự trao đổi và tái tạo. Nhưng ở đây khi mà mọi người dùng đối với cái sản phẩm tái tạo của bên mình, nó có cái thành phần thảo dược và những cái thành phần trong cái sản phẩm đó, nó sẽ nuôi dưỡng lại cái cấu trúc da của mọi người đó, trên vết thương hở được, sản phẩm bên mình có thể bôi được để hỗ trợ làm lành, thì mọi người không phải lo lắng đối với những làn da mỏng. Nhưng những làn da có lúc nãy mình nói thì cần được cái sự theo dõi trong suốt quá trình mình dùng ha. Rồi còn chị em nào mà mình có những cái thắc mắc thì mình cứ để lên comment. Còn nếu như chị em nào mà đã cảm thấy mà mình chưa tự tin về sử dụng sản phẩm này, cứ kết nối cùng với em Trân, và trong quá trình đó em Trân sẽ theo dõi da của mọi người, thì mọi người sẽ không cần phải lo lắng nha. Vì riêng em Trân không phải là điều trị cho khách hàng tại cơ sở spa không, mà em Trân điều trị online rất rất là nhiều. Thì có đối với những cái dòng phải đủ an toàn, phải đủ chất lượng thì khách hàng online thì nói chung mới 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 trải nghiệm với dòng sản phẩm này nha. Dạ, trong thời gian tái tạo da có đẩy mụn lên nhiều không chị? Thường nếu như da mình có mụn thì chắc chắn nó sẽ đẩy mụn lên. Còn nếu như làn da của mình không có mụn thì nó sẽ có những cái biểu hiện như sau. Thứ nhất là có hơi sần da. Thứ hai nữa, cảm giác da của mình nó hơi khô và kèm với ngứa nhẹ. Dù không phải là sản phẩm này, sản phẩm khác vẫn có những cái giai đoạn và yếu tố đó nha. Còn về vấn đề mụn là trường hợp khi ví dụ trong quá trình tái tạo mà lỡ mình ăn phải những cái thực phẩm gây ra tình trạng ngứa ha, cơ thể của mình nó không có thể đào thải được thì tự động da của mình nó có thể là nổi lên. Ví dụ như trong một tuần mình sinh hoạt, nhiều khi mình thức khuya quá vẫn có trường hợp nổi mụn. Thì trong cái quá trình tái tạo, nếu như mình thức khuya quá hoặc mình ăn hải sản nhiều quá thì vẫn có cái khả năng đẩy mụn lên, nhưng mà nó chỉ ít thôi chứ nó không nhiều. Còn trường hợp mà nếu như quá trình tái tạo của anh chị em nào đang sử dụng sản phẩm này mà có trường hợp đẩy mụn thì mọi người sẽ xem lại ở đây là xem lại gì? Thứ nhất là quy trình sử dụng của mình đối với bộ sản phẩm mình coi mình sử dụng tái tạo có kết hợp thêm sản phẩm nào hay không, đặc biệt là sản phẩm có thể là mít nè đó, thì mình sẽ xem lại. Còn đối với những trường hợp ngoài cái mụn ra thì mọi người cứ an tâm. Đây rồi, chị em nào mình có những cái thắc mắc thì cứ comment nha. Em muốn trắng da sử dụng loại nào chị? Thí kem dưỡng ơi, nếu như mình muốn trắng da mà không cần, nói chung là không dùng đến cái phương pháp tái tạo, không dùng phương pháp tái tạo, chỉ muốn dùng dưỡng thôi, thì mình sẽ sử dụng cái bộ 4 sản phẩm ha. Thứ nhất là nếu như da khô thì mình sẽ sử dụng cái serum sữa, được chưa? Serum sữa có cái hộp ở trong màu đen. Thứ hai nữa có thể là kem 3X nè, khóa ẩm. Thứ ba nữa là kem Dimsukin. Thứ tư là chống nắng. Thì chống nắng bên mình sẽ có 3 loại. Nếu như da khô thì mình lựa chọn chống nắng, một là SuSu, hai là có thể là chống nắng cái loại cao cấp á, cái loại 420K. Còn trường hợp mà nếu như da nhờn hoặc là da nhạy cảm, da bình thường thì mình sẽ sử dụng cái loại chống nắng cream lớp white. Bây giờ hiện tại là có cái mẫu chai dài như thế này nè. Đó, chị em mình sẽ dạ chị ơi, sao liệu trình tái tạo mình ngưng có bị tái lại mụn như ban đầu không chị? Không có cái gì mà gọi là tuyệt đối, chị nói nghe nè, mụn hay nám hay làm bất cứ một cái tình trạng da nào, đã là mình giải quyết là giải quyết cái phần ngọn của làn da. Khi mà cái vấn đề và tình trạng đó xảy ra hiện tại, mình chỉ xử lý cái vấn đề đó, còn cái gốc là mình phải hiểu. Nếu như mụn của mình là mụn nội tiết thì việc đầu tiên nên cân chỉnh chế độ sinh hoạt và ăn uống của mình, được chưa, để thế nhỉ không mụn không tái lại. Còn nếu như mụn do yếu tố, do cái cách chăm sóc hoặc là cái môi trường làm việc của mình, thì mình cần phải làm sạch, cần phải xài dưỡng gì đó, lựa chọn cái dòng dưỡng nó phải phù hợp với cái tiếp da nhờn của mình. Chứ nhiều khi bây giờ em lựa chọn nó không đúng sản phẩm, hoặc là em thức khuya thường xuyên ha, và em ăn những cái thực phẩm nó không lành mạnh cho cơ thể thì nó vẫn có trường hợp tái mụn. Nhưng ở đây một điều rất là tuyệt vời của sản phẩm là khi có tái lại thì nó sẽ không như ban đầu. Mọi người lưới nha. Ví dụ như mụn thường cơ địa mà mình thức khuya xíu nó vẫn có trường hợp nổi một hai nốt mụn, đó là bình thường. Thì tỷ lệ nó chỉ có chiếm nhiều 10%, 1 đến 10% thôi. Đó. Còn nếu như chị em mình hỏi là có tái lại hay không, nếu như mà nói cái gì không có gì tuyệt đối, vì mình phải hiểu là tế bào da của mình là nó được nuôi sống từ cơ thể của mình ha. Rồi. Li Babi nha, chị tái tạo xong là mình dùng cao sâm nhung có bôi chống nắng không?
Chống nắng thì luôn luôn lúc nào mình cũng cũng sử dụng nha. Trường hợp nếu như da của mình có mụn thì nhớ là đừng có bôi chống nắng lên. Có mụn mà bôi chống nắng lên thì xác định đi, nó nhiều hơn nữa đấy nha. Còn nếu như da mình đã cải thiện bệnh lý rồi thì mình phải sử dụng chống nắng nha. Rồi, còn về cao sâm nhung thường thì mình sẽ ưu tiên sử dụng vào buổi tối cùng với serum phục hồi hoặc serum trắng da tùy mình lựa chọn. Rồi, còn về chống nắng thì bắt buộc mình phải sử dụng nha. Da bị Minh Thư bảo là da bị lỗ chân lông to thì làm sao chị? Em xài tái tạo nhưng không bong. Em xài được bao lâu rồi? Nếu như trường hợp lỗ chân lông to có dầu nhờn thì em xài tái tạo nó sẽ hơi chậm bong chứ không phải là không bong. Nếu như em mua đúng sản phẩm, em mua đúng sản phẩm của công ty và em nếu như em mua bên chị á thì em cứ an tâm, nó chưa bong chứ không phải là không bong. Rồi bây giờ nếu như trường hợp mà nó chậm bong quá, em muốn rút ngắn quá trình em tái tạo, em gấp thời gian có thể là em đi làm hoặc gì đó thì em có thể sở hữu thêm cái lọ peel này trong vòng 5 đến 7 ngày bong. Còn trường hợp mà da chị em nào mà mỏng á, chưa bong thì chị em mình đừng nhớ gấp quá nha. Rồi lỗ chân lông to thì thể hiện bề mặt da nó không có mỏng đâu nha, không có mỏng. Rồi dùng thêm cái lọ nhỏ này, cái lọ này thì cách sử dụng như sau, em Trân chia sẻ luôn để chị em mình dùng chứ để mất không mình về mình không biết cách dùng nè. Đối với da đang trong quá trình tái tạo mà mình muốn bong, được chưa? Thì mình dùng cái lọ T-size này nhỏ này cho em, sau đó dùng cái chai serum tái tạo này thì bên trong cái em lọ này là serum tái tạo này, lắp đều lên đổ vào trong cái lọ nhỏ này gần đầy lọ, tầm khoảng là hơn nửa lọ một xíu cho em. Sau đó chị em mình lấy bông tăm thử trên trán trước cho em, thử trên trán trước nha. Nếu như trán mà hơi sốt nhẹ thôi thì chị em mình cứ quét đều về mặt da, còn trường hợp mà sốt nhiều thì chị em mình nhớ đổ thêm serum tái tạo vào, lấy bông tăm quét đều lên bề mặt da từ 1 đến 2 lớp, sau đó bôi serum tái tạo mỗi ngày thì đảm bảo da chị em mình sau 5 đến 7 ngày là nó bong rồi, nó bong rộ hết rồi ha. Rồi tiếp theo, nhưng mà khi bong như vậy vẫn phải bôi serum tái tạo nha, đừng nghĩ là mình bong rồi mình không xài serum tái tạo là không được nha mấy chị. Rồi. Vân hỏi là cho em hỏi da dầu xài tái tạo sao chị, da dầu xài tái tạo sao chị hả? Thì da dầu thì mình sử dụng thứ nhất là nó sẽ hỗ trợ kiểm soát dầu nhờn trong cái quá trình đó nè, thứ hai nữa sẽ hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông, da mình nó sẽ được mịn màng hơn. Thì mình dùng cái combo cơ bản này, ba sản phẩm này đi, combo ba sản phẩm này thì mình cũng bio y như các bạn vừa rồi mà hỏi là da mình lỗ chân lông to khó bong á, thì mình sẽ dùng cái lọ này mình quét trước, mình dùng chỉ một lần thôi và mỗi ngày mình bôi cái serum thảo dược này và sau 7 ngày bong ra thì mình dùng một làm sạch rồi mình bôi và duy trì thoa serum thảo dược tái tạo và rửa bột duy trì 28 đến 35 ngày thì lúc này da mình sẽ được kiểm soát dầu nhờn, thứ hai lỗ chân lông được se khít lại, thứ ba nó sẽ sáng màu hơn, mịn màng cái da của mình hơn. Rồi nha, rồi chị em nào chưa đặt thì mình nhớ đặt giúp em chăng. Có bị sưng đỏ không chị? Đối với bộ này á thì đối với những chị em nào có làn da dầu nhờn thì khả năng sưng nó vẫn có nhưng tỷ lệ nó tầm 30 đến 50%. Còn ngoài ra cái làn da không dầu nhờn thì vẫn có trường hợp sưng là 70 đến 80% là kẻ có sưng, nhưng sưng ở đây tùy mức độ da của mình khỏe thì nó chỉ sưng trong vòng 1 đến 2 buổi thôi. Mình vừa thấy sưng là mình sẽ ngừng lại. Vừa bớt là mình bôi lại thì nó sẽ không sưng nữa. Còn trường hợp mà da nào mỏng yếu thì nó sẽ sưng nhiều hơn một xíu. Còn một xíu nữa em Trang sẽ lên cho chị em mình thêm một cái sản phẩm serum tái tạo cao cấp, mình sẽ pha vào cái tái tạo này thì để giảm thiểu tình trạng sưng cho mình. Được chưa? Chị em nào mình muốn dùng thì mình sẽ sở hữu thêm. Đây. Ủa chai serum tái tạo cao cấp đâu? Thôi, cái vỏ nằm dưới đây nha. Đây, mình sẽ sở hữu thêm một chai serum tái tạo cao cấp này. Cách sử dụng nó đơn giản lắm. Mình muốn hạn chế sưng đỏ đúng không? Thì mình sẽ vào gió hàng mình đặt thêm cho em chai này. Thì mình sẽ làm sao? Cách pha thì mình sẽ đổ bớt cái nước của phần em này ra và mình sẽ đổ cái phần nước này vào rồi mình lắc đều lên mình dùng thôi. Trước tiên thì mình cũng phải gì có thể bôi nhẹ nè. Nếu như chị em nào da mỏng thì không cần bôi, chỉ có da dầu nhờn, da dày sừng thì mình bôi, còn da mỏng thì không cần bôi, chỉ cần làm sạch bằng bột rồi bôi thôi. Được chưa? Đây em sẽ để lên đây luôn nha. Rồi cái bộ này là sẽ hạn sưng đỏ, hạn chế sưng đỏ cho mình tối đa luôn đó. Mình bôi cao sâm nhung rồi bôi chống nắng lên hả chị? Cao sâm nhung lúc nãy mình chia sẻ là mình sẽ bôi vào ban đêm, mình sẽ ưu tiên vào ban đêm vì cao sâm nhung nó có dạng một cái tính chất dạng sọt nên khi mà mình bôi mình nên ưu tiên vào bôi vào buổi tối. Như Trần bảo hỏi là mụn xài được không chị? Trời được chứ, mụn là nói thật sự luôn, đối với cái dòng sản phẩm này tình trạng mụn á là nó sẽ cải thiện rất là tuyệt vời luôn và nó sạch
rất là sạch luôn. Đối với ông xã nhà mình nè, mọi người thấy không, mụn những cái năm trước rất là nhiều và để lại sẹo rất là nhiều, mà đến thời điểm mà khi đã trải nghiệm những cái sản phẩm này rồi, đến thời điểm này khách hàng lại trực tiếp spa, khách hàng hỏi trời da của em mấy bây giờ hôm nay nhìn bóng mà không thấy mụn luôn đấy. Mà trong khi ảnh là nam chẳng bao giờ chăm sóc da, cũng đi nắng cũng bình thường, chẳng bôi chống nắng luôn mà mụn cũng không có tái lại đó. Trường hợp lâu lâu nó có một hai con mụn là do thức khuya quá với ít uống nước nữa thì có đó. Chứ mọi người nghĩ đi, có những chị em nó bảo là dùng tái tạo đi mới mốt á nó bùng mụn lại còn hơn, không có đâu. Cái đó là dòng sản phẩm nào thì mình không biết, nhưng mà đối với sản phẩm này thì chị em mình an tâm nha. Mà chị ơi cho em hỏi trước, em tái tạo thường rồi giờ em tái tạo mít nữa được không? Tái tạo mít là tái tạo nào? Bên mình là pha lại hai loại tái tạo lại với nhau được chưa, chứ mình không có cho trộn mỹ phẩm vào những cái kem dưỡng vào trong cái tái tạo này đâu nha, mọi người lưu ý nha. Bên mình không áp dụng cái phương pháp mà mix bán sẵn cho khách hàng, không áp dụng mix sẵn cho khách hàng, vì khi mình dùng sản phẩm công ty mình phải kiểm tra được sản phẩm đó còn hạn sử dụng hay không, có cận đát hay không, và sản phẩm phải có đủ tem mác để đảm bảo được chất lượng cũng như sự an tâm cho tất cả các quý khách hàng mình. Rồi rửa mặt thảo dược sử dụng khi nào chị? Cái bột rửa mặt này nè, nếu như trường hợp mình không sử dụng cái lọ nhỏ thì mình sẽ rửa ngay ngày đầu tiên, lần đầu tiên khi sử dụng là mình đã sử dụng cái này trước rồi mới bôi tới sản phẩm này được chưa. Nói chung là mình dùng sản phẩm là mình phải làm sạch da, mình phải rửa mặt đi. Rồi còn nếu như trường hợp khi mà mình đã peel cái lọ nhỏ này thì chắc chắn mình không dùng cái này được liền, mà mình phải đợi 7 ngày sau bông, nhưng mỗi ngày mình vẫn vẫn sử dụng nước, mình vẫn rửa mặt bằng nước nha. À, Nguyễn Lắng bảo mình đang xài liệu trình là Nguyễn Lắng ơi mình đang dùng ở của Nguyễn Trân hay ở đâu đây? Quỳnh Quỳnh bảo là em bị rỗ mụn, chị tư vấn giúp em. Bị mụn bị rỗ luôn đúng không? À, kèm với hai cái bệnh lý trên nền da thì mình sẽ dùng, vẫn có thể dùng cái bộ sản phẩm này vẫn được nha. À, thường thông thường nếu như mà bạn không có mụn á thì mình phải kèm cho bạn thêm một cái lọ. À, thứ nhất là tăng sinh biểu bì, nó gồm có cái lọ cao lạnh để phục hồi á. Còn nếu như mà kèm với mụn thì mình sẽ không có cho sử dụng thêm cái bộ cái lọ đó, mà mình dùng cái bộ này nè, gồm cái lọ chấm sẹo, chấm sẹo chấm mụn luôn. Chấm mụn lên mụn là để làm gì? Khô nhân mụn. Còn chấm lên thành sẹo rỗ và đáy sẹo rỗ giúp gì? Tạo ra một cái giống như vết thương mới để hỗ trợ làm lành từ cơ thể của mình, và bắt đầu tăng sinh biểu bì mỗi ngày. Mỗi ngày mình sẽ thoa lại cái em serum thảo dược tái tạo này, rồi cho đến 7 ngày bắt đầu nó sẽ bong cái lớp mày đầu tiên ra. À, bong ra thì chị em mình đừng có nôn nóng nha, bắt đầu từ từ mình sẽ thoa sản phẩm từ 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 nó sẽ làm đầy lên, cải thiện thôi nha, chứ mình không có nói là thoa cái là nó đầy sẹo rỗ được nha mấy chị, lưu ý nha. Rồi mình chấm như thế nào vậy ạ? À, dễ lắm, cái tăm á, cái tăm tiệt trùng mà tăm xỉa răng của mình á, tăm tre cái đầu nhọn á, mình nhìn cái sẹo rỗ nào mà to hơn đầu tăm chỉ cần chấm một thuốc thôi. Sẹo rỗ thì mình sẽ dùng nguyên chất, mà quá trình phục hồi đối với sẹo rỗ là tầm khoảng 2 tháng nha. Khi chị em mình dùng mình tác động ở sâu thì mình chịu khó, thời gian phục hồi nó chậm hơn một xíu. Cái lọ này bên trong nó sẽ nhỏ như thế này nè. Ủa, mấy cái lọ ra nó tiêu vào đâu vậy? Nó cái lọ nhỏ như bằng ngón tay mình như thế này nè, em coi cái lọ trong bên trong có để em đâu. sau đó mình lấy tăm đây đây nha, mình sẽ lấy tăm, mình sẽ chấm vào thuốc, bắt đầu mình căng da ra, mình chấm vào sẹo rỗ thôi. Mình chấm đầu tiên mình giữ nhẹ, không không cảm giác đau đâu. Cái lần thứ hai bắt đầu là da của mình bắt đầu nó được thấm thuốc rồi thì nó không hề đau. Bắt đầu mình sẽ xe nhẹ xuống vị trí sẹo rỗ là được rồi đó, tầm 2 đến 3 lần nhúng thuốc rồi là ok. Sau đó mình sẽ chấm đều hết những nốt sẹo rỗ, và nhớ là sẹo rỗ nào to hơn đầu tăm mới chấm, nhỏ hơn là không chấm. Bắt tiếp theo thì mình sẽ peel hết bề mặt da, và khi peel thì mình không dùng nguyên chất này mà ít nhất là mình phải pha cùng với tái tạo này giảm nồng độ xuống. Thì khi chị em mình có sở hữu ngay trên phiên live này bộ sản phẩm thì em Trân kết nối, em Trân sẽ hướng dẫn cho mình cách tỉ mỉ hơn để mình sử dụng chấm những cái nốt sẹo rỗ hoặc kể cả mụn đó được chưa mấy chị. Rồi mụn lứa tuổi dậy thì trẻ 15 16 tuổi dùng những sản phẩm gì ạ? Dạ đối với tuổi dậy thì hôm qua em cũng có vừa điều trị một ca em trai đó 18 tuổi cũng là mụn dậy thì á, nhiều lắm luôn. Thì mình sẽ chắc chắn là những cái mụn mà dậy thì á, thông thường á, tùy nha, tùy mỗi người nha, nó sẽ có những cái đầu trắng trắng nè và nó như rơm hết bề mặt da nè. À, có những trường hợp mụn thì to đùng đó, tùy. Thì mình sẽ làm sạch nhân mụn trước, và lấy nhân mụn thì lấy một cách nhẹ nhàng thôi,
Sau đó mình sẽ dùng loại bill này. Sau khi lấy nhân mụn xong thì sẽ nó phải kèm với những cái dịch nước mô của cái vết mụn đó, vì là vết thương hở thì nó sẽ chảy ra. Lúc này mình sẽ làm khô, sau đó mình phải bill cái loại này lên nhằm mục đích để nó sẽ khô cái những cái miệng mụn này lại, để làm gì? Không cho vi khuẩn bên ngoài nó xâm nhập vào, và nó giúp cái quá trình khô nhân mụn được nhanh hơn. Mình sẽ bill cái loại này, và cái loại này mình sẽ pha tái tạo vào đây tầm thêm khoảng là 5 đến 6 giọt. Sau đó mình sẽ lấy bông tăm quét đều bề mặt da. Và khi quét xong thì mình dùng cái em serum thảo dược này. Mình sẽ thoa. Mình sẽ thoa mỗi ngày, đây bên trong là serum này. Một ngày mình thoa 2 đến 3 lần. Và sau 7 ngày bắt đầu da bắt đầu nó sẽ bong 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 rồi. Tiếp tục làm sạch bằng kem bột này và thoa cho em chân. Và thoa đối với những cái mụn vậy thì nó có khả năng là tầm rơi vào gần 2 tháng cũng không chừng. Tùy theo mụn nó to, nó có để lại thâm hay không nữa. Đó, thì đảm bảo với chị em mình sẽ mụn nó sẽ cải thiện, và mụn thì mình nên cải thiện sớm, mình nên điều trị sớm, chứ nếu như mình để chậm nó có thể là lây lan nhiều hơn và to hơn và dẫn đến tình trạng sẹo rỗ. Tội nghiệp mấy em đó lắm. Nên mình sẽ cho sử dụng sớm nha. Em đi làm hay ra mồ hôi, đeo khẩu trang nhiều vậy có ảnh hưởng gì không chị? Nếu như trường hợp mà mình dùng cái phương pháp chấm sẹo rỗ á, đúng không? Đúng rồi, sẹo rỗ á, mồ hôi ra nhiều thì mình khuyên nha, phải dùng thêm cái bột nhân sâm này. Cái bột nhân sâm này để làm gì? Khi mà mình thoa cái serum tái tạo lên rồi, một chút xíu là nhiều khi mình tiếp xúc với nóng, hoặc là cái thời tiết nó nóng, hoặc là máy móc á, nó sẽ ra mồ hôi thì nó sẽ dễ bị bong non. Lúc này các em bột này sẽ là một cái cứu tinh cho chị em mình rất là tuyệt vời, là các em này sẽ dùng cái bột này nè, cái bột nhân sâm này bên trong sẽ là dạng bột. Mình sẽ cho ra cái lòng bàn tay hoặc là mình cái bông phấn gì đó, mình sẽ thấm vào trên làn da bắt đầu đeo khẩu trang bình thường thoáng ra, thì nó sẽ kiểm soát dầu nhờn, nó không bị bong sớm và nó sẽ giúp quá trình phục hồi làn da rất là tốt. Nên nếu như mình xác định mà chấm sẹo rỗ mức độ sâu thì mình sẽ kèm với cái lọ bột nhân sâm này nha. Rồi, có rửa mặt lại không ạ? Có, mình phải rửa mặt lại bằng nước. Sau 7-8 ngày nó bong ra hoàn toàn rồi, lúc này mình phải sử dụng kèm với bột làm sạch nè. Cái lúc mà phủ nhân bột nhân sâm lên, ví dụ như mình bôi tái tạo trong vòng khoảng nửa tiếng, đúng không? Thì mình cảm giác cái da dầu nhờn nó tôm ra. Thì mình nếu như mình cảm thấy nó chỉ mồ hôi không thì mình có thể lấy cái khăn giấy mình chấm, mình chậm đi, rồi mình phủ cái này lên, hoặc là mình vẫn có thể rửa mặt rồi mình bôi lại cái quá trình tái tạo này rồi mình phủ bột nhân sâm lên. Hoặc là mình bôi xong rồi mình phủ lên để cho nó kiểm soát dầu nhờn. Dạ, sau khi bill là xài tái tạo bột rửa mặt rồi, mụn giảm nhưng để lại thâm thì mình dùng gì ạ? Sau khi tái tạo xong, mụn đã hết rồi, còn thâm đúng không? Còn thâm thì mình lại tiếp tục phải sử dụng tái tạo và mình phải kèm thêm một cái lọ kem. Ví dụ như trường hợp mà cái thâm đó mức độ nhẹ thì mình kèm với cái kem, kem bít nè. Mình bôi một lớp và mình bôi một lớp tái tạo lên, và một buổi thì mình bôi tái tạo không, một buổi mình kèm với kem. Nhưng nhớ là cái thâm nó ít thôi nha. Còn trường hợp mà thâm mà dạng nó sạm luôn thì mình dùng cái phương pháp bôi nhẹ một lần nữa. Nhưng muốn bôi lại lần thứ hai nó phải dao động từ 15 đến 20 ngày trở lên mình mới được sử dụng phương pháp bôi lần thứ hai, mà chỉ dành cho làn da mụn đang thâm thôi nha. Mình chưa có áp dụng cho làn da mỏng như làn da nám, mọi người lưu ý nha. Và khi mà bill lại lần thứ hai để xử lý thâm thì trên nền da hiện tại đó phải đủ yếu tố là nó phải khỏe, chứ không phải là mình thấy đỏ tươi. Cái thâm nó dạng hai dạng, thâm đỏ và thâm sạm. Nếu như thâm đỏ là mọi người không được bill lần thứ hai, đó phải đủ yếu tố là nó phải khỏe, chứ không phải là mình thấy đỏ tươi. Cái thâm nó dạng hai dạng, thâm đỏ và thâm sạm. Nếu như thâm đỏ là mọi người không được bill lần thứ hai, cho đến khi nào bôi tái tạo, khi mà cái thâm đó nó chuyển sang thâm sạm thì mới được bill. Nhưng mà bill thì phải pha với tái tạo cho thật là loãng ra, thử trên trán trước không thấy sót thì bắt đầu mới bôi hết bề mặt da. Rồi, bôi xong thì vẫn sử dụng tái tạo. Còn trường hợp mà mọi người hỏi là có được rửa mặt hay không, thật ra đối với phương pháp của Nguyễn Trân, mọi người cứ rửa mặt vô tư không sao. Nhưng cách rửa mặt làm sao để da của mình nó không có bị tình trạng bong non, hoặc là không có bị tình trạng cảm giác là gặp một vấn đề gì. Nói chung là đầu tiên đối với da mà dùng phương pháp bôi kích bong thì 7 ngày đầu tất nhiên là da chưa bong, đúng không? Vì tại sao em Trân cho rửa mặt? Vì cái phương pháp của em Trân cho mọi người dùng là chỉ thoa tái tạo trong cái giai đoạn đó thôi. Nó khô, nó thông thoáng, nó làm lành, cái quá trình phục hồi rất là nhanh. Thì không có cái sự gì mà bong non ở đây hết, mà trừ khi mấy chị tự lấy tay lột hoặc là mấy chị đeo khẩu trang nó va chạm gì đó.
Hoặc là chị em mình rửa mặt mà có thể là mình chà như thế này thì nó mới bong non thôi. Còn nếu như rửa mặt mà thông thường nhẹ nhẹ như thế này thì em đảm bảo nó không có cái gì gọi là bong non. Vì cái phương pháp bên em cho peel nó rất là nhẹ nhàng chứ nó không có xâm lấn sâu thì nó đâu có trường hợp gây ra tình trạng tăng sắc tố đâu. Đó. Rồi còn cái trường hợp thứ hai, sau khi bong hoàn toàn là tầm 7 đến 8 ngày đúng không? Thì mọi người có những nơi sẽ không cho mấy chị rửa mặt và cũng có những nơi là không cho mấy chị dùng bọt rửa mặt. Ủa? Đâu, bên em vẫn cho rửa mặt. Còn cách rửa mặt như thế nào? Bột rửa mặt thì mình hiểu rồi, cái lớp da đầu tiên mình bong ra thì là mình phải hiểu rằng da mình nó đang non, nó chưa có tế bào chết gì nhiều. Thì mình chỉ rửa nhẹ nhàng là tầm 2 đến 3 ngày mình rửa một lần. Cái lúc mà khi mà mình bôi cái sản phẩm lên nó đọng giống như là một cái bã của cái thảo dược nè, cái bã của kem nè, đúng không? Nó thẩm thấu cái dưỡng chất rồi thì nó còn lại cái thành phần gì, cái chất làm đặc đó. Chứ nó cái dưỡng chất gì cho nó, có nhiều chị em dùng cái mặt có thoa lên dày cộm như thế này y như một cái lớp xi măng. Rồi lần sau lại bôi lên tiếp tục thì tưởng tượng hình dung nó thấm đường nào. Đã bản chất của một cái sản phẩm dạng kết cấu đặc là nó đã không thẩm thấu xuống được cái lớp đáy màng đáy rồi. Nó chỉ nằm ở lớp sừng, lớp hạt. Những cái sản phẩm nào là những cái sản phẩm có tính chất dược á thì nó có khả năng đi sâu. Nhưng đối với những trường hợp thông thường, những cái sản phẩm kem mà nhiều khi mình bôi dày như vậy thì đường nào nó thấm. Đúng không? Nên chị em mình sẽ lưu ý đối với em Trân là mọi người vẫn có thể rửa mặt theo cái cách mà em vừa chia sẻ. Ngoài ra nó sẽ giúp sự trao đổi chất của làn da, nó sẽ giúp cho làn da của mình nó có một cái tính chất độ ẩm từ nước đưa vào bên ngoài. Và trên làn da mình nó có một cái tính chất gọi là độ pH, à, cái lớp mà dầu nhờn tiết ra để nó cân bằng độ pH cho làn da đấy. Chị ơi vào tư vấn kỹ giúp em. Ok Quỳnh Quỳnh nha. Trần Thị Viên 64 bảo là em bị tàn nhang dưới nám hai bên má. Ủa hai bên trán. Mình đã hai bên trán rồi thành hai bên má luôn. Ghê thiệt. Chị ơi mới tái tạo xong giờ dưỡng cao xâm nhung được không chị? À Nguyễn, ở gì? Trời người ta họ Trần mà đọc thành họ Nguyễn nó mới ghê. Ủa, hai người này khác nhau hả? Sorry, sorry. Trần Thị Viên bảo là em bị tàn nhang với nám hai bên má. Ủa thì sao ta, lúc nãy em hỏi cái gì ta? Trần Thị Viên ơi, ý là em muốn cần hỗ trợ tư vấn đúng không? Hỗ trợ tư vấn về tình trạng da của em đúng không? Còn Kim Huệ 1994 là chị ơi em mới tái tạo xong giờ dưỡng cao xâm nhung được không chị? Mới tái tạo xong giờ dưỡng cao xâm nhung được hay không? Được nhá. Cao xâm nhung nó phục hồi thì rất là tốt mà, nhưng mà lưu ý nha. Cái da của mình mà nếu như trường hợp mà có dầu nhờn mụn nhiều lúc ban đầu á thì mình dùng sao xâm nhung mình dưỡng thì mình sẽ lưu ý một xíu nha, mình lưu ý một xíu, nhưng mà mình dùng nếu như cảm thấy ổn thì mình cứ dùng không vấn đề gì hết. Có nhiều khi những cái sản phẩm đó mà nó không thích nghi với người này nhưng nó vẫn có thể thích nghi với người khác, nó không hoàn toàn đã, mình nói không có cái gì gọi là tuyệt đối hết. Như hôm nay ví dụ bản chất như em Trân dùng kem bé, em Trân rất là thích và cảm giác da rất là sáng, rất là mịn và cảm giác da nó đủ ẩm đủ khỏe. Nhưng có những chị em dùng kem bé cảm thấy không hài lòng, đó là cái sự lựa chọn và cái mỗi tiết da nó sẽ khác nhau nên không thể nào mà mình cái gì nói là tuyệt đối cả nha. Rồi ok Trần Thị Viên bảo là tàn nhang với nám hai bên má. Tàn nhang với nám hai bên má hả? Vừa có tàn nhang vừa có nám. Em bị lâu chưa? Với lại da của em có từng sử dụng qua những cái phương pháp bong tróc bao giờ chưa em? Rồi trường hợp bị tàn nhang nám nữa, tàn nhang kèm với nám, tàn nhang là mình sẽ vi điểm. Và khi tàn nhang vi điểm chấm á thì mình sẽ chấm bằng cái lọ này ha, cái lọ nhỏ thì xay này, thì mình phải nhìn cái tàn nhang đó phải to phải rõ nó nốt thì mình mới chấm. Còn trường hợp mà mờ thì không cần phải chấm mà mình quét nám thì mình sẽ peel peel nhẹ nha. Cái trường hợp mà peel á thì mình cũng xác định trên nền da mình có mỏng hay không. Nếu như mỏng thì mình sẽ dùng cái loại Miro Rail là cái dạng peel này. Anh đưa giùm em lọ mình đeo không? Đó. Ừ. Đây nha, mình sẽ dùng cái lọ Miro Rail này, cái em AHA này là nồng độ tầm khoảng 30%. Mình sẽ dùng cái em này. Còn về trường hợp mà cái da của mình nó có thể khỏe hơn một xíu thì mình sẽ dùng, em có dùng peel da một lần rồi ạ. À, em có dùng peel da một lần rồi đúng không? Thì em sẽ có thể là dùng cái này. Nếu như da của em mà thuộc tiếp da khô thì em sẽ dùng cái loại Miro Rail này mà em sẽ peel. Peel là nó chỉ hỗ trợ bong thôi chứ không thể nào peel mà gọi là phục hồi được. Không thể nào peel cái sản phẩm này mà bảo có nhiều chị em peel cái này vừa phục hồi vừa ấy, không có đâu. Không có cái gì mà bong da cái sản phẩm peel này mà gọi là phục hồi được.
nó sẽ làm chết đi cái tế bào ở cái mức độ mềm mại nhẹ nhàng để cho cảm giác làn da không bị tổn thương quá sâu. Thì ok, cái em này sẽ là thành phần bên trong sẽ là AHA, glycolic acid, và có kể cả những cái thành phần đi kèm. Nói chung là nó sẽ tác động trên lớp sừng, và nếu như giữ trong thời gian lâu thì nó có thể là đi sâu hơn một xíu, nhưng mà thường thì em này là dạng gel thì nó sẽ thẩm thấu ở cái thời gian dài, nên chị em mình an tâm ha. Dùng cái em này peel xong rồi mình vẫn phải bôi cái em serum thảo dược tái tạo, là dùng cái em này. Còn nếu như mình đã peel rồi thì mình sẽ chuyển qua dùng cái loại cao cấp này, cái loại cao cấp này để nó nuôi da, và cái loại cao cấp này nó sẽ hạn chế sưng đỏ cho mình. Nhưng mình dùng cái này thì mình đi kèm với gì, bột nhân sâm, mình pha với bột nhân sâm mình dùng, rồi mình thoa lên. Và bắt đầu sau 7 ngày thì bông thì chắc chắn bông nó chưa có hờ mờ được chất tố được. Bông da thì nó, nếu như sắc tố nào trên bề mặt da thì nó mờ. Còn mà nếu như trường hợp mà nó nằm chìm dưới da thì khả năng nó chưa có mờ đâu. Mà mình phải sử dụng thêm những cái sản phẩm như gồm có nè. Cao lạnh tái sinh, kem BX. Đây, vào tay đưa em cao lạnh luôn đó. đây nha, một đôi này. Một em thì phục hồi, một em thì ức chế cái tế bào mẹ melanocyte ở dưới lớp đáy, là cái tế bào đó là cái nơi mà để sản xuất ra cái sắc tố melanin. Chị em mình lưu ý nha. Và mình phải sử dụng ít nhất hai cái lọ này, và đi kèm với cái serum thảo dược tái tạo là vẫn phải 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 có nha, chứ không thể thiếu nha, phải có đây. Còn bột thì làm sạch. Đó là quy trình để cải thiện, nó sẽ có từng giai đoạn sử dụng như vậy. Có nhiều chị mua sản phẩm mix sẵn một công thức vào trong một cái lọ như thế này, thì vô tình mình dùng chỉ có một giai đoạn từ đầu đến cuối, đến lúc thời điểm cần có những sản phẩm gì thì mấy chị lại không có sản phẩm để dùng. Thứ hai nữa là cái trường hợp có thể là mình dùng như vậy nó chưa phù hợp với giai đoạn mình đang đang điều trị đó. Rồi, mặt em không bị mụn, chỉ vài mụn nám chân đinh hai bên má, em không biêu mẹ muốn mua sức thôi có hết không? À, muốn mua kem sức thôi có hết hay không á hả? Kem nó đâu có thể nào mà hỗ trợ cải thiện được cái nám chân đinh đâu. Không, trường nó chỉ có một trường hợp đó là nám nắng, thì sử dụng kem nó có thể cấp ẩm giúp cho da khỏe hơn thì có khả năng nó mờ nám, chứ kem nó không thể nào mà đi sâu xuống lớp đáy được. Và nó cũng chỉ là cái sản phẩm để phục hồi dưỡng da thôi, chứ nó không có khả năng điều trị được cái nám chân sâu. Mình lưu ý nha, nhưng nó có khả năng ức chế lại, nó đủ độ ẩm cho da, nó giúp da khỏe, thì cái sắc tố melanin nó sẽ không có gì ta, có thể là nó sẽ to hơn nè, hoặc là có thể đậm hơn nè đó. Chân sâu thì mình phải hiểu nó sẽ kết hợp với cái sự ăn uống bên trong nữa, và cái sinh hoạt, cái nội tiết tố của mình nữa, chứ không riêng về chỉ bên ngoài không. Rồi nha, cái kem thì không có thể nào mình dùng mà có thể mờ được cái nám chân đinh được nha, trường hợp kem đó có tính chất tẩy cao, bào mòn cao, nhưng mà mình chỉ thấy nó mờ lúc đó thôi, nhưng mà sau mai mốt nó lại đậm hơn nữa. Da em chấm tàn nhang sau 4 ngày thì bị nhô một cục thì có sao không chị? Ồ, Lê Giang ơi, nếu như mình chấm mà nhô lên một cục, thứ nhất là mình xem lại cái tác động lúc mà mình chấm đó nó có đi sâu quá hay không, và trường hợp cơ địa mình có thể là nó sẽ dễ bị sẹo lòi. Nó đang nhô là tất nhiên nó có đang có một cái biểu hiện sẹo lòi đấy. Thì mình nhớ nha, hạn chế ăn những cái thực phẩm nè, hải sản, tôm, bò, nếp và cá biển, đặc biệt là tàu hũ nha. Đồng ý là tàu hũ sẽ là một trong những cái thành phần rất giàu collagen, giúp hỗ trợ cho những chị em mà về nám rất là tốt, nhưng mà vô tình mình ăn nhiều quá, cơ địa mình nó đang ở cái trạng thái lòi đó thì nó sẽ để lại sẹo lòi á. Nhớ là lấy phần bột dưới đáy chai đắp vào nha, đắp vào và để cho khô, đừng bôi cái gì vào đó nữa hết, đừng có bôi mỹ phẩm như là kem dưỡng hay serum gì hết, chỉ bôi đúng cái bột tái tạo thôi, và hạn chế ăn uống lại để cho quá trình nó phục hồi cho tốt, rồi đừng có bị lòi lên nha. Cái này là lưu ý nha. Vậy mình phải xài loại chấm hay sao chị? Chim tiên bảo là nám chân đinh á, là mình nói luôn nè, nếu như mình không muốn peel hết bề mặt da, mình tập trung hai cái phần đó thì mình chỉ là sử dụng hai phần đó thôi cũng vẫn được, chứ không nhất thiết là mình phải bôi hết bề mặt da. Nhu cầu của khách hàng, ví dụ như vừa điều trị được nám, vừa giúp da sáng, vừa giúp da có thể là săn chắc da hơn, thì người ta sẽ dùng hết bề mặt. Còn nếu mình không có nhu cầu thoa hết bề mặt da thì mình dùng ở cái vị trí đó vẫn được, nhưng mà chân sâu á là không phải dùng một liệu trình mà nó có thể cải thiện nhiều đâu nha. Lúc đầu đối với chân sâu á là nó sẽ không thấy cải thiện nhiều, này mình nói trước nha.
và lần thứ hai thứ ba thì mình mới thấy nó cải thiện nhiều rồi. Nhưng mà trường hợp mình nói nha, những trường hợp nào chân sâu mà mình cảm thấy nó không ở mức độ quá đậm thì mình vẫn có thể sử dụng dưỡng ức chế lại. Rồi, bộ này gồm có 5 sản phẩm nha, em chia sẻ lại lần nữa. Ví dụ trên bề mặt da của chị em mình có tàn nhang, có nốt ruồi, mình vẫn có thể chấm bằng cái loại nhỏ này. Cái loại nhỏ này chỉ được thực hiện chỉ một lần và muốn sử dụng lại lần thứ hai sẽ được dao động vào từ da nào mụn thì có thể là 15 ngày, da nào hơi dày khỏe một xíu 20 ngày. Còn làn da nào yếu thì phải từ 25 ngày đến 1 tháng trở lên mới được sử dụng lần thứ hai. Không phải là da mới vừa bong ra rồi là chị em lại cứ muốn sử dụng cái loại này bong tiếp tục. Không nha, em khuyên mấy chị không nên dùng được như vậy nha. Rồi khi dùng cái loại nhỏ này á, mình dùng xong là mình sẽ sử dụng ngay cái sản phẩm serum tế tạo này. Không cần phải bôi thêm một cái sản phẩm nào nữa mà chỉ riêng một mình em này thôi. Được chưa? Chỉ riêng một mình em này. Và sau khi build xong, khi sử dụng loại nhỏ này nè, rồi bắt đầu mình sẽ thoa cái này lên liền, thoa lên phục hồi liền cho em. Thì cái chỗ mà mình mới vừa tác động lên đó đó, nó sẽ được khô, sẽ được phục hồi, không có gây ra tình trạng da bị sẹo lồi hay sẹo lõm hay là tăng sắc tố gì cả. Sau 7 ngày, mỗi một ngày mình vẫn bôi cái em này nha, ít nhất từ 2 đến 3 lần, và sau 7 ngày bắt đầu da nó bong ra, bong cái lớp mảng đầu tiên ra. Chị em mình hãy hỗ trợ cho em đây combo này. Cái combo này em sẽ ưu ái cho chị em mình dùng buổi tối, mình không cần bôi tái tạo nữa mà mình bôi cái này thôi. Em nói là buổi tối đó nha, chứ không phải là cả ngày là không bôi luôn nha mấy chị. Em sẽ cho buổi tối mình bôi cái combo này, mình đi ngủ, trời ơi nó sướng lắm. Nó có độ ẩm nè, rồi nó giúp sáng da nè, ức chế cái tế bào mẹ nè, không có lo vấn đề cái sắc tố nó hình thành sắc tố mới nữa nè, tránh tình trạng tăng sắc tố nữa nè. Rồi ban ngày buổi sáng buổi trưa là sử dụng hai cái lọ này, serum thảo dược tái tạo và kem BX nè, kem sáng da nè. Rồi được chưa mấy chị? Và lúc này thì mình được sử dụng cái bột làm sạch này nè đấy. Rồi duy trì ít nhất cho em từ 28 đến 35 ngày. Em có một cái lời khuyên chân thành với tất cả các chị em mình. Mình tham khảo cái phương pháp tái tạo bông da này để tái sinh một tế bào mới, để giúp có một cái tế bào mới. Lúc này tế bào mới sẽ được nuôi dưỡng từ những cái hoạt chất của cái sản phẩm này. Thì mình xác định khi sử dụng phải đủ thời gian, phải đúng cái bộ sản phẩm đối với từng bệnh lý da thì mình hãy sử dụng. Còn nếu như thời gian mà mình không đáp ứng được theo cái quy trình này thì chị em mình đừng dùng. Chứ để không mình dùng có 5 ngày, 7 ngày rồi bắt đầu mình không dùng nữa, mình có công việc hay là mình có một cái gì đó mình không dùng, thì em nói trước nha, da mình sẽ yếu. Vì bong ra da nó non rồi, chưa có dưỡng được gì trơn á là ngưng rồi, đúng không? Em nói trước luôn là không nhận được kết quả thì lúc này đừng hỏi tại sao. Tôi đã dùng cái này rồi, không có thấy cải thiện gì hết, không có thấy hiệu quả gì hết, là do mình phải sử dụng đúng và đủ. Rồi còn về thứ hai nữa là đúng như thế nào. Da của mình có nám lâu năm, nám mảng, nám chân chìm, mà mình dùng chỉ có một chai tái tạo mà mình muốn da của mình hết sạch nám là không có điều đó đâu. Không có cái gì mà nó tuyệt đối như vậy hết. Nên phải có cái quy trình theo từng bước. Là vì lý do tại sao em chân tư vấn cho khách hàng là khi dùng cái này là phải có quy trình. Mọi người hỏi, của tái tạo mất làm gì có quy trình, đúng không? Cái gì nó cũng có quy trình. Rửa mình quy trình làm sạch da, chăm sóc da nó cũng có quy trình, cũng có bước làm sạch, cũng có bước bôi dưỡng, có bước chống nắng, có không? Có chứ, nó vẫn gọi là quy trình mà, đúng không? Rồi tiếp theo cái gì, quá trình tái sinh được tế bào mới. Khi bong ra một cái tế bào cũ, tế bào mới được nhú lên, được thay thế, thì lúc này sao, tế bào đó sẽ cảm giác non, hơi đỏ, hơi sần khi tiếp xúc với môi trường bên ngoài và kể cả sản phẩm mình bôi. Đỏ có nè, da khô có nè, ngứa nhẹ có nè, sần da có. Xác định quá trình tái sinh tế bào mới thì nó phải gì, chị em chấp nhận, chị em dùng. Nó không phải như kem dưỡng, không phải là mình như bôi thôi hoa dưỡng, được chưa mấy chị? Đó là những cái yếu tố mà chị em mình xác định ngay từ đầu mình có dùng được sản phẩm hay không. Chứ bên em không có đâu, chị ơi chị dùng cái này đi, rồi da của chị càng bông càng đẹp, càng sáng, càng khỏe, càng không có biểu hiện gì hết. Không nha, cái đó là nói chung là em Trân không có nói nha. Nói chung là ở đâu nói chứ em Trân không có nói nha. Cái này là em chân tâm sự thật và xác định cho chị em mình có thể sử dụng hay không. Để bảo là ha, sao con nhỏ này nó nói xạo quá, sao nó không nói ngay từ đầu đi, để tôi biết tôi dùng. Đó, cái này là em chia sẻ nha. Rồi ok, Quỳnh Quỳnh nha. Em ơi có sưng đỏ không? Dạ chị Cẩm Tú ơi, cái bộ này thì sẽ có sưng
nhưng sưng trong vòng 1 2 buổi hoặc là 1 2 ngày. Và cũng tùy nha, có những làn da dầu nhờn khỏe cũng không hề sưng luôn. Cái này là em nói thật nha, có nha. Và những cái anh nam da khỏe cũng không có sưng luôn. Còn nếu như mà mình cảm thấy công việc của mình, tính chất công việc mình tiếp xúc với đông người mà mình ngại, rồi sưng rồi sao đi làm việc, rồi sưng như vậy người ta cười thì sao? Em sẽ có một giải pháp cho chị. Đó là chị sẽ kèm cho em thêm một chai serum cao cấp này, không sưng không đỏ này. Mình sẽ pha vào với cái lọ này cho em. Chị nhận hàng chị sẽ báo về bên em sẽ hướng dẫn cho mình. Nhưng mà vẫn phải là cái bộ này nha chị, chứ không phải là mình lấy cái này thêm rồi mình không có sử dụng cái này nha. Vẫn là cái này nhưng mà mình pha vào chung cái này để giảm thiểu tối đa tình trạng sưng đỏ ngứa rát cho chị em mình. Ở đây là giảm chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối nha mấy chị. Đó. Rồi, chị em nào mình nghe em chia sẻ như vậy mình có tự tin dùng chưa mấy chị? Mình biết hết rồi, mình biết cái quá trình rồi. Thật sự đối với sản phẩm khác cũng vậy, khi mà mình build nó cũng vẫn có trải qua những giai đoạn đó. Mình lăn kim cũng vậy, nó cũng tác động là tổn thương nhẹ trên bề mặt da để thúc đẩy quá trình lớp đáy nó sản sinh ra tế bào mới. Được chưa mấy chị? Đó, nên chị em mình cứ an tâm. Và trong quá trình mình dùng không phải là mấy chị dùng mà không có em kề cập đâu. Bên em vẫn hỗ trợ theo dõi da của mình. 5 ngày da của mình như thế nào, 10 ngày da của mình như thế nào, 15 ngày bên em sẽ thay đổi. Có thể là chị cứ chụp da gửi em xem coi làn da này cần cân chỉnh hoặc là thay đổi cái cách sử dụng như thế nào để cho nó đáp ứng phù hợp với làn da của mình. Đó. Nên vì lý do chính là cái chỗ này nên em Trân không miss sản phẩm và bán cho chị em mình đó. Và em hiểu được tính chất của những cái sản phẩm nào kết hợp được với nhau, còn những cái sản phẩm nào không kết hợp được với nhau. Nên em Trân sẽ không áp dụng cái phương pháp là miss sẵn để bán. Đó, nên chị em mình thông cảm về vấn đề này. Bông da có rửa sữa rửa mặt được luôn không chị? Nuôi bông da có rửa sữa rửa mặt được không chị? Thường thì trong quá trình tái tạo thì mình sẽ áp dụng cái bột rửa mặt này cho chị em mình dùng ha. Mình chỉ áp dụng cái bột này. Thứ nhất, cái bột này sẽ có tính chất cam thảo, nó sẽ giúp mát da, dịu da và hỗ trợ làm sáng, xe khớp lỗ chân lông, kiểm soát dầu nhờn và giảm viêm rất là tốt. Thì mình sẽ hỗ trợ cái em này, thảo dược, đang điều trị thảo dược mình dùng cái này, được chưa? Và em này thì khi mà da mình có tế bào chết á, mình dùng cái em này kết hợp cũng rất là tốt luôn, để nó làm sạch mà. Đương nhiên là phải có sử dụng nha. Bộ này mình không dùng chung với bạc gốc nám hả em? Chị Cẩm Tú ơi, cái bạc gốc nám á, là em nói luôn nè, cái bản chất của cái em bạc gốc nám á, nếu như chị em nào có những cái tình trạng nám chân sâu, em nói này chị em lưu ý nha, cái trường hợp nám chân sâu mà mình đang có điều kiện thì mình vẫn kết hợp thêm. Kết hợp thêm để làm gì? Nó sẽ giúp quá trình phục hồi, quá trình cái kết quả mình nhận nó sẽ được cao hơn là mình không dùng bạc gốc. Và cái tính chất bạc gốc đó thì chị em mình hãy nghe em chia sẻ là xem coi mình có dùng hay không. Em không áp dụng cho làn da mỏng yếu mà thường hay bong chóc thường xuyên nha, em không áp dụng cái bạc gốc nám. Cái bản chất bạc gốc nám là nó trong những cái thành phần như là vitamin A. Vitamin A là nó là thành phần giúp hỗ trợ luân chuyển tế bào sừng, là nó sản sinh ra tế bào liên tục để cái quá trình đẩy nám nó lên bề mặt da, nó loại bỏ nó một cách nhanh hơn. Thay vì ví dụ như da của mình từ lớp đáy lên trên mà tế bào trên cùng thì sẽ mất thời gian là tầm bao nhiêu ngày? Có thể là 14, 15, 20, 25 ngày. Tùy nha, tùy theo độ tuổi. Nhưng khi mà mình dùng thêm cái sản phẩm đó thì sao? Nó sẽ giúp luân chuyển tế bào sừng nhanh hơn và nó sẽ giúp trẻ hóa cho làn da, giúp mờ được cái như cái vết thâm nhẹ nè. Và em áp dụng cho những làn da nào mà như chị em nào lớn tuổi á, có những cái tế bào da bị lão hóa nè, da dày nè, da nhờn nhờn. Rồi, còn làn da bong chóc mà đặc biệt là làn da nám mảng mà kiểu như mà chân chìm mà da mỏng là không áp dụng bạc gốc nám đi kèm nha mấy chị. Rồi. Rồi khi mà xác định sử dụng bạc gốc nám thì chị em nhớ lấy thêm cho em một chai serum phục hồi nha. Bôi serum phục hồi trước rồi tới một lớp cao lạnh và đến một lớp bạc gốc. Là trong những cái thành phần đó là một cái dạng thể lỏng thì nó sẽ thẩm thấu, còn nếu như mà tính chất đặc thì em sẽ không cho mọi người bôi nhiều lớp như vậy đâu. Mọi người lưu ý, và kể cả tính chất bạc gốc khi bôi nó trên nền da không đang ở mức độ nhạy cảm và phải cân bằng độ pH. Và dùng á thì không dùng chung với tái tạo nhưng vẫn có thể sử dụng trong quá trình tái tạo. Được chưa chị em? Rồi, chị em nào mà nếu như mình cứ để ý nha, mình dùng cùng với bạc gốc, cùng với tái tạo thì mình sẽ có những lúc mình sẽ cảm giác da mình nó rất là rát. Cái này là em chia sẻ với chị em, cứ để ý coi đúng hay không nha. Da mình mụn đầu đen, da dầu, điêu loại nào không sưng vậy gì không sưng gì hết? Da mụn đầu đen, da dầu, điêu loại nào không sưng gì hết là sao? Là Thu Hiền ơi không hiểu. Hồng Đăng bảo là ủa chị Hà Hồng chấm 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 là gì đó chị ơi,
Chị muốn hỏi gì đó chị ơi. Hồng Đăng bảo là chị ơi, da mỏng yếu dùng bộ nào sao tái tạo? Em đã tái tạo rồi chị, mà da nổi gân máu nám vẫn không mất. À, da mà mỏng yếu có nám thì bây giờ em phải sử dụng ức chế nám. Ức chế nám kèm với serum phục hồi vào ban đêm, buổi sáng thì em vẫn phải xài thêm chống nắng kèm với kem 3X. Nếu như em không có điều kiện nhiều thì em sử dụng serum với chống nắng. Còn nếu như em có điều kiện hơn một xíu thì em nên xài kem dưỡng 3X với chống nắng, được chưa? Chống nắng đối với da nám thì em có thể lựa chọn cái dòng, một là dòng su su, hai là em có thể lựa chọn cái dòng cao cấp loại 420K. Cái đó thì nó là dạng chống nắng phủ rộng, nó sẽ có PA cộng cộng nữa. Nó sẽ giúp cho bảo vệ tối ưu lên đến 98% á, 98 đến 99% á. Cẩm Tú bảo là chị bị tàn nhang, em tư vấn chị với. Chị Cẩm Tú ơi, lúc nãy em có em tư vấn nãy giờ cho chị đó chị. Tàn nhang thì lúc nãy em chia sẻ nè, chị dùng cái bộ này nè, bộ em ghim trên màn hình gồm có 5 sản phẩm nè. Và nếu như chị muốn giảm sưng thì chị dùng thêm cho em vào trong giỏ hàng, đặt cho em thêm một chai tái tạo cao cấp này về, rồi em sẽ hướng dẫn cho chị cách để pha với cái tái tạo xanh này để giảm thiểu tình trạng sưng, nhưng mà nó lại đủ trong quá trình tái tạo. Vì thường thì một chai thì mọi người dùng cũng không đủ, nó chảy dao động vào 15 17 ngày, và chị em mình kết hợp thêm thì nó sẽ đủ mà nó có thể là giảm sưng cho chị em mình nữa. Tàn nhang á thì đậm thì mình sẽ dùng tăm mình chấm bằng lọ nhỏ này nè, mình sẽ quy điểm nha. Rồi tiếp theo thì mình sẽ thoa cái serum tái tạo này mỗi ngày, 7 ngày sau bong ra thì dùng kết hợp thêm sản phẩm, bộ sản phẩm này và tái tạo. Bột thì mình làm sạch thôi, nó chỉ có mấy bước đó đơn giản thôi chị. Mà chị có đặt ngay trên phiên live thì khi mà chị nhận hàng chị cứ an tâm, chị biết cách chị kết nối em nha. Rồi còn chị em nào mà sau khi tái tạo mình chưa biết lựa chọn cái bộ sản phẩm dưỡng nào thì chị em mình cứ comment phía dưới là tiếp da của mình thuộc tiếp da bình thường, da của mình da khô hay da nhờn hay là da nhạy cảm, được chưa? Thì em sẽ xem rồi em sẽ lên cái bộ sản phẩm đó cho chị em mình dùng. Nhiều khi như thế này nè, nhiều khi cái quá trình mà mình tái tạo xong mà mình lại không không biết là lựa chọn sản phẩm nào. Nếu như người bán người ta có chuyên môn hoặc người ta am hiểu về sản phẩm thì người ta sẽ chia sẻ cho chị em mình dùng cái bộ sản phẩm nào đó nó phù hợp thì ok, nhưng nhiều khi vô tình mà mình dùng chưa có đúng, chưa đúng thì nó vẫn có trường hợp nó như là mụn đi, ví dụ như mụn đi. Cái quy trình chăm sóc da nó cũng rất là quan trọng á, mình phải làm sạch. Nhiều khi mình không làm sạch mà mình cứ rửa nước sơ 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 rồi bôi kem dưỡng hoài như vậy nó sẽ dễ bị gì bít tắc, thì nó sẽ dẫn đến tình trạng mụn và nó có khả năng nó tái lại rất là cao. Còn ví dụ như những trường hợp nám thì cần phải sử dụng ức chế nám, cần phải sử dụng chống nắng, nhưng vô tình mình không có dùng, mình chỉ bôi kem thông thường hoặc là mình bôi serum, hoặc là nhiều khi vui thì bôi, nhiều khi buồn cũng không bôi, mình cứ nghĩ thôi xài khẩu trang hoặc che chắn là ok rồi. Rồi thì mình sẽ lưu ý những vấn đề đó. Còn về em sẽ chia sẻ sơ sơ những vấn đề này nè. Nám á, thì nhiều khi chị em mình sẽ làm nói chung là nám là trong những cái sắc tố nó làm cảm giác cái mất thẩm mỹ trên làn da của mình. Nó làm có thể là mình ngại về vấn đề cảm thấy cái tuổi tác của mình nó bị già đi và cái cảm giác cái nhan sắc của mình nó không được tươi tắn. Thì nhưng mà về cái sắc tố thì thật ra nó không ảnh hưởng gì sức khỏe của mình, nhưng mà nhiều khi chị em mình mà đúng không, ai cũng thích làn da sáng, ai cũng thích làn da trắng, điều đó là bình thường. Nhưng vô tình nhiều khi á, nhiều khi mà mình cứ mong muốn như thế này nè, mình cứ nghĩ là mình dùng một cái phương pháp nào đó hoặc là một cái sản phẩm nào đó, luôn luôn lúc nào mình cứ nghĩ là dùng cái này nó sẽ có thể là giúp sạch nám hoặc là có thể là giúp làm sao mà điều trị cho tôi không tái nám lại hoặc gì đó, thì thật ra cái mong muốn đó ai cũng mong muốn, nhưng mà cái mong muốn nó thật sự rất là khó đáp ứng mấy chị, thật sự rất khó đáp ứng. Vì lý do tại sao em nói như vậy nè, vì mình phải hiểu là con người của mình là cái tế bào, là tế bào sống. Mình càng lớn tuổi lên thì cái mức độ lão hóa da nó sẽ dần dần nó sẽ lão hóa theo thời gian, đúng không? Như tự nhiên sao mình đang đứng thẳng sao tự nhiên già cái mình khòm xuống, xương mình sao rút lại đó, thì mình hiểu cái quá trình tái tạo da nó cũng y như vậy, nó sẽ chậm và kéo dài đi thì nó dẫn đến tình trạng da bị lão hóa, thì cái khả năng nó không đáp ứng đủ dinh dưỡng cho da, đúng không? Thì có khả năng nó vẫn tái nám trở lại, hoặc là một cái yếu tố do cái bên trong nội tiết của mình. Thì chị em mình khi mà dùng một cái sản phẩm nào đó thì mình chỉ mong cầu là làm sao cho nó cải thiện ở mức độ nào và giữ được cái làn da mình khỏe và giúp cho cái làn da của mình nó hạn chế tái nám tối đa. Vậy là tái tạo là một serum ít sưng hả chị? Vậy là một tái tạo và một serum ít sưng hả chị? Đúng rồi. Nếu như mình muốn dùng hạn chế sưng đỏ thì mình sẽ sử dụng hai lọ này. Và cách sử dụng thì mình chia sẻ nè. Làn da dầu nhờn thì mình vẫn có thể
là chỉ bỏ một phần, giống như là trong đây là 10 phần đi thì mình chỉ bỏ một phần, à đây là 100 phần nhưng bỏ 10 phần thôi nước ra, thì mình sẽ bỏ nguyên cái em này vào. Còn đối với những người làn da mỏng yếu thì mình sẽ đổ gần hết cái phần nước của cái em tái đậu xanh này ra, rồi sau đó pha với cái em này thì cũng chăng đảm bảo hạn chế sưng đỏ tối đa cho chị em mình luôn. Rồi cứ bôi như vậy. Còn về cái tính chất những cái sản phẩm này, những cái sản phẩm như cái bộ này thì gồm có, đây là bột làm sạch thì mọi người cũng biết rồi, nó là trong giống như là mình xài sữa rửa mặt như vậy đó. Rồi còn về cái loại nhỏ này sẽ dùng để, thứ nhất là cái tính chất của em này sẽ là hỗ trợ nè, chấm tàn nhang nè, nốt ruồi nè, chấm sẹo rỗ nè, làm khô nhăn mụn nè, chấm mụn được nè, và hỗ trợ kích bông, nhanh bông, được chưa? Mình chỉ dùng một lần thôi và mỗi ngày thì mình bôi cái bộ đôi này. Cho đến 7 ngày sau bắt đầu da bong ra thì đương nhiên da mình nó phải cần có một cái dưỡng chất nữa, chứ không riêng về cái dưỡng chất của thảo dược không, thì da mình nó sẽ khô mà, thì mình sẽ kèm với cái bộ đôi này, bộ đôi kem dưỡng này, được chưa? Rồi còn cặp đôi này vẫn duy trì, đó là cái bộ đầy đủ hết cho chị em mình. Còn nếu như mà chị bảo là à, da mình lỗ chân lông to thì lúc này mình chưa dùng được cái bộ này đâu nha, mình chỉ dùng cái bộ đôi này thôi, mình chỉ dùng cái này thôi đây đó, mình chỉ dùng cái này thôi. Và đến khi nào da của mình kiểm soát dầu nhờn tốt và da của mình bắt đầu se cái lỗ chân lông tốt và thì mình ngưng dưỡng, thì mình mới sử dụng cái bộ đôi dưỡng này. Còn riêng về nám á, da không đều màu, tàn nhang thì mình dùng kết hợp thêm cho em chân càng tốt nha. Bông bao lâu thì dưỡng chị được chị? Bông bao lâu thì dưỡng được hả? Thông thường thì đối với dưỡng á, thì mình kết thúc liệu trình từ 28 đến 35 ngày mình dưỡng thôi. Còn về dưỡng thì dưỡng để nuôi cái da từ gốc trong quá trình tái tạo á, thì sau khoảng vài hôm mà da mình nó bong thì mình kết hợp vô luôn. Mình kết hợp vô luôn, nhưng mà em Trân sẽ áp dụng chỉ được có những cái sản phẩm nào cần áp dụng vô, chứ không phải là kem nào cũng 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 thoa vào nha. Em Trân ở đây sẽ khi mà đưa lên một cái quy trình nào cho khách hàng dùng á, là em Trân phải kiểm tra cái sản phẩm đó có những cái thành phần gì và cái thành phần đó nó đáp ứng với cái bệnh lý da và tình trạng da của khách hàng hiện tại. Chứ em Trân không có kiểu như là trộn lại hết tất cả các sản phẩm dưỡng sau đó cho mấy chị bôi một bước là không nha. Bên em sẽ cho bôi trình tự theo đàng hoàng. Và buổi sáng mình sẽ bôi như thế nào, buổi tối mình sẽ bôi như thế nào. Đó, và 7 ngày đầu mình bôi như thế nào và 7 ngày sau nếu như da của mấy chị chưa có tiến triển thì bên em sẽ lại phải thay đổi làm sao cho nó phù hợp với trạng thái da đó. Đó, nên nhiều khi nhiều chị á, em luôn cũng muốn chia sẻ luôn, nếu như chị em nào mà muốn về kinh doanh về dòng sản phẩm này, mình đã trải nghiệm rồi, mình cảm thấy hài lòng thì mình muốn bán cái bán gì ta? Affiliate hả? À, thì phải cần được sự đào tạo của bên em để cho mấy chị bán sản phẩm này một cách chuẩn hơn. Và khi bên em phải xem được cái quá trình mấy chị làm video như thế nào, có đáp ứng đúng theo cái quy tắc nội quy của TikTok Shop hay không thì bên em mới duyệt. Tại vì hiện tại là hình như là rất nhiều chị đang 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 gửi yêu cầu cho bên em, nhưng bên em phải xét duyệt, phải xem, tại vì khi chính sách của TikTok Shop nó rất là khó. Nếu như chị em mà chỉ cần làm sai một bước nào đó là em sẽ là cái người nhận nhận đủ. Nên mong rằng các chị em nào đang gửi yêu cầu đến với em Trân thì chị em mình hãy thông cảm giúp cho em Trân. Còn nếu như chị em nào là muốn đồng hành cùng em Trân rất là dễ thôi, chị em mình chỉ cần là sĩ của em Trân thôi là em Trân sẽ đào tạo cho chị em mình từ A tới Z hết. Còn về vấn đề sản phẩm bên em Trân không hoàn toàn bắt mấy chị ôm hàng, không nha, ở đâu chứ ở đây là em Trân không có bắt. Mấy chị chỉ cần ba sản phẩm là mấy chị đã được sở hữu với cái giá ưu đãi của sĩ rồi. Vào trong cửa hàng bấm ngay xem tham khảo giúp em luôn. Em có ghim luôn mấy cái đó cho mấy chị em mình xem luôn. Ví dụ như bột rửa mặt với giá là 250 ngàn, mua 2 hộp, mua 3 hộp sẽ có giá giảm hơn. Nếu như chị em nào dùng lâu dài thì chị em mình nhớ nhấp vào trong giỏ hàng để đặt thêm cái số lượng nó được nhiều hơn là sẽ được giá nó sẽ giảm hơn. Đó, nên chị em mình không phải phân vân về vấn đề giá. À, sao cái giá kia nó lại rẻ hơn, cái giá này nó lại cao hơn. Đó, còn về sản phẩm thì chị em mình cứ an tâm nha. Chị ơi em muốn xài riêng tái tạo cao cấp thôi được không? Được. Cái tái tạo cao cấp á, mình xài không được, nhưng mà mình nói nè, tái tạo cao cấp xài không riêng á, là sẽ dành cho những làn da nào khô nè, thứ hai nữa không thích cảm giác khô mà nó cảm giác bong mà cái kiểu gác, hay là nó kiểu cảm giác là cái tế bào bong nó khô quá thì mình sẽ sử dụng. Còn nếu như da dầu nhờn thì mình khuyên nên dùng kết hợp với tái tạo xanh ha, nên kết hợp với tái tạo xanh. Còn về cái tái tạo cao cấp á, nó phục hồi rất là tốt, nhưng cái quá trình khi dùng nó không có sáng da đâu nha, vì bản chất em đó nó không có cái bột trắng. Mình dùng lên cảm giác da của mình nó giống như là một cái lớp nhờn thế này thì nó cảm giác da của mình nó hơi xỉn màu, nhưng mà nó sẽ phục hồi da rất là tốt.
Đó, mình sẽ cái ưu điểm này nó sẽ có cái nhược điểm khác. Tất cả các dòng sản phẩm nào cũng vậy, nó phải có đáp ứng cho cái nhu cầu này nhưng nó lại không đáp ứng cho nhu cầu khác cho cái người khách hàng đó, nên mình sẽ lưu ý giúp cho em Trân trước khi sử dụng. Bạc giống nám bị nâu gì có sử dụng được nữa không chị? Ủa bị nâu là cái gì ta? Bị đốm nâu á hả? À, bạc cốt nám bị chắc bị đốm nâu quá có sử dụng được nữa không chị, hay là sao ta không hiểu ta? À, nói chung là bạc cốt nám sử dụng cho đốm nâu được nha, dùng được nha, mà mình không biết là bạn đang 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 comment có đúng cái mình vừa chia sẻ mình vừa đọc hay không thì mình không biết. Rồi còn về cái đối với những làn da mụn nè, mình cũng lưu ý một tí giúp em ha. Những cái mà em có để là lưu ý thì chị em mình sẽ lưu ý, những trường hợp nào mình gặp phải thì mình sẽ biết được mà mình không phải lo lắng hay phân vân. Thông thường đối với mụn á thì thật ra đối với phương pháp tái tạo bông da ra thì nó không có thể nào mà bông da qua mình nói là hết mụn được. Nó chỉ cái ban đầu là nó bong cái lớp sừng để giúp cái quá trình đẩy mụn ở dưới da như mụn ẩn rồi á. Nó sẽ được đẩy lên bề mặt da và nó khô gom cọ thì nó mất thời gian cũng phải ít nhất là trên 1 tháng. Thì khi bong ra thì mụn nó có trồi lên, chị em mình đừng có quá lo lắng và cũng đừng có thắc mắc là hỏi là ủa tại sao tự nhiên tôi bôi lên mà tôi thấy bụng nó nhiều hơn, mà tôi thấy mụn nó không có cải thiện tí nào. Thì chị em mình đừng có lo lắng quá mà mình hãy tập trung bôi tiếp tục, và cái chế độ ăn uống của mình sẽ cắt cắt những cái thực phẩm như là tinh bột, về béo nè, ngọt nè đó, và những cái hải sản nè, hạn chế thức khuya, uống nhiều nước là ok ha. Cái quá trình nó sẽ phục hồi da và điều trị đối với những cái tình trạng mụn á rất là tốt nha. Ủa, ê, ê, ê. Thì mình một lời khuyên chân thành như thế này là đừng nên dùng áp dụng phương pháp đa phương pháp. Đa phương pháp là như thế nào, gồm có ví dụ như vừa peel vừa lăn kim, vừa peel vừa lăn kim vừa ủ tái tạo, và thực hiện với những cái phương pháp này cùng một lúc và thời gian nhiều lần trên 1 tháng thì cái khả năng phục hồi da rất là chậm, thì quá trình nám cải thiện nó rất là kém. Đây dùng thì một trong hai, một một thôi cũng được nữa, được chưa? Cái nào nó cũng là trong những phương pháp làm tổn thương da bóc tách hết. Cái quan trọng ở đây là đưa cái hoạt chất nào về để hỗ trợ điều trị nám chứ không phải là cái phương pháp đầu tiên. Cái công cụ giống như là một cái phương pháp đầu tiên, nó chỉ là hỗ trợ cho cái hoạt chất nào để bôi vào làn da của mình. Giống như mấy chị có thể là mấy chị laser, mấy chị lăn kim thì đó là cũng một là một cách phương công cụ để mình đưa vào áp dụng vào trong cái quy trình điều trị nám thôi. Mà nếu như mình áp dụng quá nhiều phương pháp cùng một lúc mà cái phương pháp đó mà nó xâm lấn ở mức độ sâu cho làn da thì cái quá trình bong da và quá trình phục hồi nó lại chậm chậm, thì sắc tố melanin nó sẽ sản sinh ra nhiều hơn là sắc tố nám á ha. Nên mấy chị sẽ lưu ý chị áp dụng những đa phương pháp đó dành riêng cho làn da thứ nhất, ví dụ như là chưa từng bong chóc bao giờ, dày sừng lỗ chân lông to, hoặc là sẹo rỗ mụn, thì nó cũng sẽ có 2 trường hợp mụn. Mà nếu như cái mụn trên nền da mỏng thì cũng không áp dụng được được đa phương pháp đó mà chỉ dùng một trong 2 phương pháp đó thôi. Rồi trường hợp em thấy trên TikTok bán rẻ em không dám mua, có dùng hàng chính hãng không chị? Ngọc Như ơi, nếu như mà bạn đặt trực tiếp ở đây thì mình không phải lo lắng, mình vừa được sở hữu những sản phẩm của công ty, ngoài ra mình còn được hỗ trợ những cái chính sách như 10 sản phẩm trên tay của mình trong vòng 3 tháng thì mình sẽ kết nối cùng với Nguyễn Trân sẽ hỗ trợ cho chị em mình cách để quét kiểm tra sản phẩm của công ty chính hãng nè. Thứ hai nữa là được gì hỗ trợ từ công ty tặng cho mình một phần quà từ công ty, chị tế bào gốc trị giá 1 triệu đồng, và ngoài ra có chương trình quay bốc thăm trúng thưởng trị giá lên đến hàng triệu đồng. Có rất nhiều chị em đã trúng rồi đó, chị em mình có muốn trúng không nhớ nha, nhưng mà mua hàng bên em Trân mới được áp dụng nha. Rồi chị em mình nhanh tay nha, em bắt đầu em sẽ offline nha mấy chị ơi. Rồi cảm ơn tất cả các chị em mình đã theo dõi phiên live và đã xem live của em Trân nha. Chị em nào chưa follow thì nhớ follow lại để những lần sau em có lên live để tương tác cùng với chị em mình à. Rồi thấy rồi chị, ok Ngọc Như nha. À, chị em mình không follow lại á, nhiều khi em lên live mấy chị không có bật được cái nút thông báo á, mấy chị không có gặp em mà để tương tác á.
Nói chung là em sẽ trả thời gian lại cho ngày cuối tuần để chị em mình nghỉ ngơi, ngày mai mình còn bắt đầu công việc của ngày đầu tuần đúng không? Chúc cho tất cả các chị em mình có một ngày cuối tuần thật là ấm áp bên gia đình, cũng như một cái giấc ngủ thật là ngon để ngày mai mình sẽ bắt đầu một cái ngày mới của đầu tuần thật là nhiều may mắn. Rồi em chào tạm biệt chị em mình nha.